Xin chào tất cả các em đã quay trở lại với lớp văn của cô Lê Thắm. Trong bản audio ngày hôm nay, cô sẽ phân tích cho các bạn bốn câu thơ đầu tiên trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tô Hữu, một nhà thơ được coi là cánh chim đầu đàn tiên phong trong nền thơ ca cách mạng Việt Nam. Các tác phẩm của ông có thể coi như một bản lịch sử về thơ, ghi chép lại những sự kiện trọng đại của lịch sử nước nhà. Và Việt Bắc là một trong số những bài thơ như vậy, vừa đậm đà tính dân tộc nhưng không tách rời tính hiện đại. Qua bài thơ, bạn đọc có thể cảm nhận được một thời đại cách mạng, kháng chiến, gian khổ mà anh hùng, nhất là nghĩa tình gắn bó thắm thiết của những người kháng chiến với Việt Bắc, với nhân dân và đất nước. Ngay sau đây, cô Thắm sẽ đọc bốn câu thơ này. Mình về, mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về, mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Ở bốn câu thơ đầu là lời của người Việt Bắc. Trong hai câu thơ đầu tiên, mình về, mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Trong hai câu thơ đầu, tác giả đã sử dụng câu hỏi tu từ mình về, mình có nhớ ta và đại từ nhân xưng rất sâu lắng, mình, ta. Từ ta để chỉ người dân Việt Bắc, tức là người ở lại. Còn mình ở đây là người cán bộ cách mạng, là anh bộ đội Cụ Hồ. Họ có những kỷ niệm thiết tha mặn nồng trong suốt 15 năm gắn bó với cách mạng và kháng chiến. Từ sau khi nổ ra cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940 cho đến khi kháng chiến chống Pháp kết thúc tháng 10 năm 1954. Và đó là cuộc chia tay lịch sử giữa đồng bào và đồng chí từng gắn bó bên nhau hàng chục năm trời. Các điệp ngữ mình có nhớ ta, mình có nhớ không với dòng điệu lưu luyến xa xiết khôn nguôi về một thời cách mạng, nhắc nhở người ra đi đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đừng quên cội nguồn cách mạng, đừng quên công lao của đồng bào Việt Bắc đối với Đảng và Chính phủ. Và nếu như ở câu hỏi tu từ thứ nhất, mình về mình có nhớ ta, làm sao xuyến lòng người bởi sự phảng phất giọng điệu, những câu ca về tình yêu, thì ở câu hỏi thứ hai, mình về mình có nhớ không, lại khiến cho người ta trăn trở, suy ngẫm. Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Hai vế của câu thơ đan xen những hình ảnh của cả miền xuôi và ngược, như cây, sông, núi và nguồn. Câu thơ gợi nhắc rằng những người kháng chiến khi đã về xuôi, về Hà Nội, thấy cây thì nhớ tới núi rừng nơi chiến khu, thấy sông là nhớ đến suối nguồn Việt Bắc. Và ở câu thơ này, bên cạnh nỗi nhớ nhung và niềm trăn trở, ý thơ còn đem đến những suy ngẫm sâu xa về nghĩa tình đạo lý, về cội nguồn thủy chung. Qua đó, nhà thơ cũng nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau phải hướng về nguồn cội, luôn nhắc nhau uống nước nhớ nguồn. Đây cũng là một lẽ sống cao đẹp, một tình cảm lớn cũng xuất hiện nhiều lần trong thơ của Tố Hữu. Chẳng hạn trong bài thơ 30 năm đời ta có Đảng có câu thơ như sau: ngọt bùi nhớ lúc đắng cay, ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm. Và bằng ngòi bút tài năng của mình, Tố Hữu không chỉ sử dụng câu hỏi tu từ mà còn kết hợp những hình thức điệp từ, điệp cấu trúc. Thêm vào đó, nhà thơ còn vận dụng tinh tế và sáng tạo ca dao tục ngữ dân gian. Bốn câu thơ đầu đã thể hiện ân tình sâu nặng của đồng bào miền Bắc với bộ đội, cán bộ kháng chiến trong giờ phút chia tay đầy lưu luyến. Và như vậy, vừa rồi cô Thắm đã phân tích xong bốn câu thơ đầu tiên trong bài thơ Việt Bắc. Các bạn có thể theo dõi những câu thơ tiếp theo trong lớp văn của cô Lê Thắm. Xin chào và hẹn gặp lại. Cuối cùng, hãy nhớ theo dõi ngay lớp văn cô Lê Thắm để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào tại đây.